Xin chào tất cả các anh em nha. Trước khi vào video, anh em nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nha. Video này mình hướng dẫn cho tất cả các anh em nhận biết coi miễn phí trên một trang web nha tất cả các bạn. Để tham gia dán các bạn click phần link mô tả mình đăng ký một cái Bitcoin. Bạn bấm vào nút kiếm Bitcoin ngay bây giờ nè. Rồi. Rất là đơn giản luôn. Đầu tiên các bạn đọc username. Mình ăn 4.1. Rồi các bạn bắt địa chỉ mail của mình vào các bạn. Anh không quên. Rồi bắt password. Vì password mình share lại các bạn. Rồi các bạn nhấp vào. Tôi không phải là người máy để chấp nhận điều kiện của trang nha các bạn. Kèo này rất là ngon luôn. Khi đăng ký các bạn nhận được 0.0001 BTC nha các bạn. Các bạn người máy 30%. Rồi sau khi nhấp vào tôi không phải là người máy xong các bạn bấm vào nút xin đất nào nha tất cả các bạn. Chờ nó lót một chút các bạn. Rồi John. Rồi sau khi mình đã tham gia mình đã nhận được 10.000 Satoshi nha các bạn. Tương đương của khoảng là 0.0001 BTC. Rồi xuống đây các bạn như việc lấy link ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Bạn nhấp 33 vô gạch. Rồi bạn nhấp vào ba vô gạch nha bạn, các bạn bấm vào một chữ N nè. Rồi các bạn bấm vào một invite and trend nè. Rồi các bạn copy cái link ghép này để chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Mỗi một lượt giới thiệu các bạn sẽ nhận được 10.000 Satoshi và những người đăng ký cũng sẽ nhận được 10.000 Satoshi tất cả các bạn. Rồi đây mình hướng dẫn cho tất cả các bạn rút tiền luôn các bạn. Rồi sau khi có đủ các bạn bấm vào một đây điều kiện của nó, các bạn mời được 10 người bạn các bạn sẽ rút được mới rút tiền được nha các bạn nhớ ủng hộ mình để mình có một cái clip hướng dẫn tất cả các bạn rút tiền nha các bạn. Vậy video sau mình sẽ, nếu mà đủ min rút mình sẽ rút tiền, mình làm video hướng dẫn tất cả các bạn nha các bạn. Còn bây giờ mình chào tạm biệt tất cả các bạn nha, hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.